Có những lúc lốc xoáy qua đời tôi, có những lúc nước mắt cay bờ môi, có những lúc lặng lẽ tôi tìm tôi, có những lúc ngồi nhìn sao rỗi ngôi, có những lúc thức suốt đêm chờ nắng, có những lúc một mình trên phố dài, có những lúc trông vắng không còn ai, tôi bơ vơ trôi đi giữa dòng đời. Chờ một ngày nắng lên, sưởi ấm con tim lạnh giá. Chờ một ngày gió lên, cùng tôi cầm tay dạo chơi khắp chốn, bỏ hết sau mình bao nỗi buồn, bỏ hết sau mình câu dối lừa, bỏ hết sau mình lau nước mắt, quên đi tiếc mà chi, gọi nắng mang về đôi mắt hồng, để những đêm dài sưởi ấm lòng, gọi gió quay về để nỗi nhớ không mang tên nhau suốt cuộc đời. Đêm chờ nắng, có những lúc một mình trên phố dài, có những lúc trông vắng không còn ai. Nhưng đó không phải là cái tôi muốn. Tôi đã chuẩn bị cho cô câu trả lời rồi mà. Cậu có biết câu trả lời cuối cùng của cô sẽ được thiên hạ sâu xé thành chuyện tài trời không? Họ sẽ khoét sâu vào sự mâu thuẫn của cha con cô, ông già cô, ghét cô cay đắng đến mức 5 năm sau không thèm nhận cô. Rồi họ sẽ tìm được căn nhà của ông ở, một căn nhà tồi tàn, còn con gái ông, nói lời yêu thương ông, lại đang ở trong một căn biệt thự lộng lẫy, giá hàng tỷ đồng. Lúc đó những giọt nước mắt của cô sẽ biến thành những giọt nước mắt cá sấu. Cô biết chưa? Tôi cấm anh nhắc tới quan hệ của cha con tôi. Tôi chấp nhận chuyện thiên hạ sẽ xô và chửi rủa tôi, bởi tôi biết tôi đáng bị như vậy. Anh quá hiểu rồi còn gì. Tiện đây tôi cũng muốn đề nghị với anh, ngoài những việc liên quan tới nghề, những gì thuộc về bản thân tôi, cảm xúc của tôi, sở thích yêu ghét của tôi phải do tôi thể hiện, chứ không phải anh hay là cô. Chúng ta đi. Mỹ Khanh, hôm nay Mỹ Khanh trả lời phỏng vấn thật là đáng nể đó. Đúng rồi đó. Tôi thấy là những câu trả lời của bà thư ký về vụ đánh ghen của vợ ông Lê Thanh với cậu không thỏa đáng. Sao ông nhiều chuyện quá vậy? Người ta trả lời nước đôi, ông tin hay không là tùy. Mà là phận gái, tôi thấy tội cho cô ấy. Xinh đẹp, tài năng, nhưng chắc chắn cuộc đời sẽ nhiều sóng gió và không hạnh phúc. Đúng không? Trời đất, ngụy trang kiểu Út hả? Em thiệt là đáng thương đó. Wow, đồ này Trực chị đẹp ra nhiều lắm. Đúng là dân thiết kế pro có khác. Đồ chị mặc chẳng khác hàng hiệu chút nào. Thôi, cô quá khen rồi. À, nè, chút chạy ra đây có thêm mấy người bạn thân của chị nữa, em có ngại không? Chị nói gì mà kỳ quá. Bạn chị, nếu hợp thì em nói chuyện, không hợp thì thôi. Nè,
có anh chàng nào giới thiệu cho em đi. Sao ngôi sao như em á, mày đặt cái chuyện quê mùa nó làm gì? Em mà giơ tay một cái là bắt cả đống. Còn mày đặt nói chuyện khiêm tốn. Nói thiệt chứ bộ, thì ghét. Không cần phải nhờ, em tự lực vậy. Trâm Anh. À chị. Ngồi đây. Đây là Trâm Anh, bác sĩ. Còn đây là chị Trúc Quỳnh, chuyên gia về bảo vệ môi trường. Còn đây là Mỹ Khanh, em gái kết nghĩa của An. Chào Mỹ Khanh. Chào chị. Chào hai chị. À, cổ là ca sĩ đó, ngôi sao trên sân khấu. Mà còn với An, với các bạn hôm nay, cô ấy là Mỹ Khanh. Hình như chúng ta đã gặp nhau một lần ở đâu đó. Đúng vậy, Khanh gặp Trâm Anh tại nhà của chị An. Lúc đó Khanh còn đang học ở nhạc viện. À. Hôm đó Khanh còn gặp con trai của một bà mà Khanh đang gảy nhân cầm ở đó. À, là Tuấn đó. Gặp một lần mà vẫn không quên, trí nhớ của Khanh thật là xuất sắc đó nha. Thôi, mọi người ăn đi. Thôi, bây giờ mình cùng ly nha. Một, hai, ba. Vô. Mỹ Khanh, hậu trường của một ngôi sao. Mỹ Khanh và Lê Thanh, cặp bài trùng trong giới showbiz và những sự thật khác. Mỹ Khanh, ngôi sao đáng thương hay đáng trách? Mỹ Khanh, đối mặt với vợ ông bầu. Ra được anh không? Sếp ơi, sau đợt công việc này, sếp nên tổ chức cho cả phòng đi chơi business đi. Chứ em thấy á, hàng tháng này rồi, tụi em cứ ấp mặt vào tường hoài, thiếu nắng thành cầu xương hết quá. Đúng đó chị An. Thì cứ xong việc đi rồi tính. Em chuyển cái này qua cho khách hàng giùm chị nha. Dạ. Chị An, chị biết tin gì chưa? Tin gì? Đợt này đích thân bà chủ bên Pháp về duyệt mẫu hàng luôn á. Bà chủ nào? Trời ơi, chị làm việc nhiều quá nên lú lẫn rồi phải không? Thì bà Ánh Dương đó, đối tác mà chúng ta sẽ phải chuyển mẫu hàng sang đó, bà cũng tên là Ánh Dương luôn. Ủa, mà có gì căng thẳng không? Bộ bà dữ dằn lắm hả? Em không biết nữa. Nhưng mà nhỏ bạn em ở bên bển nó bật mí á, là hả, kỳ này á, nếu như mẫu nào mà được bà lựa chọn á hả,
là coi như tụi mình có việc làm nguyên một năm luôn á. Tại vì công ty của bà là chuyên cung cấp các mặt hàng may mặc của cả một vùng châu Âu gần Pháp á. Chị ơi, nhưng mà sao? Nói đi. Chị không có lạ gì tính của em đâu nha. Mà hình như em đang lo lắng cho chị phải không? Em nghe nhỏ bạn em nói là hả, đối thủ của mình kỳ này á cũng nặng ký lắm á. Năng lực của họ thì cũng nổi trội, đặc biệt là nhóm thiết kế của họ đều được đi du học ở nước ngoài á. Vậy hả? Vậy thì chúng ta phải nỗ lực hơn thôi. Thôi vô trong đi. Chị An. Chị An ơi, chị đừng có hờ hững với anh hai của em nha. Tội nghiệp ảnh lắm á. Chị biết không, lần nào ảnh về đây á hả, ảnh cũng đều muốn gặp chị hết á. Nhưng mà ảnh toàn bị chị từ chối không à, nên ảnh thấy ngại lắm. Ủa, hồi nào? À, chị quên mất. Tại lần đó chị đang chuyển nhà, chị cũng hơi bận, nên chị không thể nào nhận lời ảnh được. Chị An, chị hứa với em đi. Đi thôi. Chị An ơi, về chị, hết giờ làm rồi. Em về trước đi. Vậy em về trước đó nha. À, chị á nha, cũng về luôn đi á. Con về nha chú. Chào chú. Chú con về. Chào chú. À, em ơi. Dạ. Em cho anh hỏi chị An về chưa em? Anh là gì của chị An? À, anh là anh của cổ. Vậy anh có phải là người bà con mà chị An mới gặp đúng không? À. Anh chờ một chút nha. Chị An cũng sắp về rồi. Em về trước nha. À, cảm ơn em. Chú. Ủa, anh đi đâu đây? Anh đi rước em chứ đi đâu. Thôi, để anh chở cho. Em gạt trống đi. Rồi, đi. Tên tên ta đen, tên tên ta đen, tên tên ta đen. Ê, hấp dẫn nha. Nè, đây của em nè.
Còn cái này là của anh. Xong. Ăn đi em. Nè, anh nói đi. Anh đang muốn gửi thông điệp gì đến em đúng không? Tất nhiên là có một thông điệp rồi. Nhưng mà anh không nói đâu. Lâu lâu anh mới xuống bếp. Cho nên em chỉ có việc ăn, ăn và ăn thôi. Không được thắc mắc gì hết. Ghiến trống lên. Dĩa đây. Bữa ăn nè. Bộ anh nấu không ngon à? Rồi. Anh tưởng em là ăn no hả? Xúc phạm nha. Ăn no là quá khứ rồi nha. Bỏ đi. Ăn đi. Cùi quạch. Ăn đi cùi gì? Ngon không? Cũng được. Phải ngon thôi, anh nấu mà. À, ăn nha. Anh đã xin được việc rồi. Ừ. Vậy hả? Ở đâu anh? Ở Bình Dương. Anh vô trọng á, làm cho công ty gỗ. Ủa, mà xa vậy hả anh? Vậy là anh ở hẳn dưới đó luôn hả? Ừ, chắc vậy á. Thật ra anh vẫn gửi hồ sơ của mình đến một số công ty tư vấn thiết kế. Nếu mà họ nhận á, anh sẽ về đây làm. Hèn gì anh mất công cả buổi như thế này cho em. Hồi nãy á, thiếu chút nữa là em quà khóc lên rồi. Trời ơi. Em phải như vậy thì anh mới yên tâm mà đi chứ. Khi anh nghĩ đến cảnh á, em đang sống ở căn nhà kia, rồi tự nhiên chui rút về đây vì anh. Anh thì không có đành lòng. Được. Đã biết tư duy như vậy là anh đã bắt đầu trưởng thành rồi đó. Trời đất ơi, bộ hồi đó giờ anh là con nít hả trời? Cười gì? Trời, có cái đó thiệt hả trời? Con nít nè, con nít nè. Em mới là con nít á, con nít nè. Nhổ. Ăn đi. Đúng là đồ. Đồ gì? Đồ con nít. Thank you.
Em ngủ chưa? Cho anh số máy của Quỳnh được không? Em chưa ngủ. Số của chị Quỳnh nè: 0902 307 814. Ông ơi, xuống nhà ăn sáng nha ông. Chị Tư ơi. Dạ. Đem thức ăn ra nha chị. Dạ, tôi đem lên liền. Dạ mời bà. Cảm ơn chị. Ông ăn sáng đi. Ừ. Ủa Quỳnh đâu không xuống ăn sáng hả bà? Chắc hồi tối nó làm việc trễ quá nên nó ngủ, giờ này chưa thức đó ông. À, mới nói nó xuống rồi đó ông. Ừ. Con, ăn sáng chung với ba đi. Dạ. Ngồi xuống ăn sáng đi con. Con ăn xong rồi nha. Bây giờ muốn lo cho cô cũng khó nữa. Con lớn rồi, không cần mẹ nữa phải không? Mẹ. Con thương mẹ nhất đó. Ba. Ừ. Con cũng thương ba nhất luôn. Con đi làm nha. Đóng cửa giùm con. Dạ. Sao anh cứ nhìn em kỳ vậy? Đến đón em mà cũng không hẹn là sao? Anh đang quay về thời điểm chinh phục em từ đầu. Anh sợ rằng trong những năm qua, cái cách mà anh yêu em vẫn chưa đúng. Chính vì vậy mà đám cưới của anh bị dời ngày vô thời hạn. Anh muốn làm lại. Và biết đâu cái cách thứ hai này sẽ có kết quả nhanh hơn. Em thấy sao? Anh đang giận em hả? Không, anh chỉ yêu em. Thank you.
Mọi việc vẫn bình thường anh ạ. Tôi biết, nhưng cậu phải canh chừng thêm một thời gian nữa đã. Mời vào. Chào anh. Phòng họp đã xong chưa? Dạ thưa anh, đã chuẩn bị xong. Dạ. Thưa anh, đây là bộ hồ sơ thầu bên công ty Thuận Thành đã chuẩn bị. Họ chờ anh ký và đóng dấu ạ. Còn việc nộp hồ sơ thầu thì sao? Người của mình sẽ đi như mọi khi. À mà anh ơi, cũng đã tới giờ họp với công ty địa ốc Thái Minh rồi ạ. Ừ. Cô cứ sang trước đi, tôi sẽ sang liền. Dạ. Các mẫu số 4, số 7 và số 9 làm lại giùm chị đi. Các bạn đều biết chủ hàng lần này là một doanh nghiệp lớn của Pháp. Họ đến với thị trường Việt Nam không phải là ham nhân công rẻ hay là nguyên liệu rẻ, mà họ đang ham ở chúng ta về những ý tưởng mới lạ, sáng tạo, có thể kết hợp hài hòa giữa phong cách thời trang phương Tây và phương Đông. Đó đang là xu hướng rất được ưa chuộng hiện nay ở châu Âu. Không ai giúp được tôi đâu. Mọi người lui ra. Đến gần hả? Chạy á. Lui đi. Tôi không còn muốn sống nữa. Lui ra. Bên này nữa. Tất cả lui ra. Thôi được rồi, lui ra, lui ra. Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Lui lui. Cô không được đứng gần. À, không, tôi sẽ không đến đâu. Tôi đứng đây. Anh cứ yên tâm. À, có điều, trước khi anh quyết định nhảy, tôi đề nghị anh một việc. Anh có thể giúp tôi được không? Tôi không giúp được cô đâu. Tôi tên là Trâm Anh. Còn anh tên gì? Không, tôi không quen biết cô. Sao tôi giúp cô được? Đúng, tôi cũng không quen biết anh. Nhưng tôi sẽ là người phải nói lại với vợ con anh tất cả mọi chuyện. Vì nếu anh chết mà họ không rõ nguyên nhân, chắc chắn họ sẽ đau đớn suốt cả cuộc đời còn lại. Các con của anh sẽ bị ám ảnh, và điều này sẽ khiến cuộc sống của chúng trở nên tồi tệ. Anh muốn như vậy à? Hả? Nếu như anh muốn thì nhảy xuống đi. Tôi là thằng đàn ông khốn nạn. Tôi đã hại vợ con tôi rồi. Tôi sẽ ráng cầm chân anh ta. Hãy kiểm tra danh sách bệnh nhân tinh hồn nhập viện trong ngày hôm nay. Dạ. Liên lạc với gia đình anh ta, đưa vợ anh ta đến đi gấp. Dạ. Đi lễ đi. Anh hãy nói cho tôi biết điều gì khiến anh đã đi đến quyết định muốn nhảy xuống dưới kia. Bây giờ tôi đã bị nhiễm HIV. Tôi không còn muốn sống nữa. Tôi nghĩ rằng quyết định của anh sẽ không làm cho vợ con anh tha thứ cho anh đâu. Tha thứ cho tôi. Tôi xin mọi người, tôi không mặt mũi nào để mà gặp cô ấy nữa. Nè anh. Đừng nhảy anh ơi. Đứng, đứng lại. Anh mà bước thêm bước nữa là tôi nhảy xuống đó. Nè anh à, anh bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi anh. Anh cứ để tôi sẽ cố gắng. Được, được. Anh đừng bận tâm tới mọi người, anh hãy nói tiếp đi. Hôm qua vợ tôi báo tin tôi, cô ấy có thai. Hôm nay tôi nhận kết quả tôi bị nhiễm HIV. Tôi bế tắc rồi, chết rồi tốt nhất thôi. Thì ra là vậy. Anh nói anh là một người đàn ông ích kỷ. Tôi nghĩ anh đúng là một người đàn ông ích kỷ nhất trên cuộc đời này mà tôi từng gặp đó. Không đúng à? Anh đã gây ra lỗi lầm. Anh nói là anh đau khổ, bế tắc vì sợ liên lụy đến vợ con anh.
anh đúng là một thằng đại ích kỷ. Khi có chuyện, anh chỉ biết nghĩ đến bản thân của mình. Anh nghĩ nếu như anh nhảy xuống dưới là xong, nhưng mà còn vợ con anh thì sao? Họ phải bơ vơ, họ sẽ chống đỡ như thế nào? Anh đúng là một người đàn ông ích kỷ. Tôi ghét nhất là loại đàn ông ích kỷ như anh đó. Vậy cô nói tôi phải làm sao? Nếu tôi là anh, tôi sẽ trở về. Tôi sẽ tìm lại vợ con của mình để chia sẻ nỗi đau này. Tôi tin rằng cô ấy sẽ tha thứ cho anh. Tôi sẽ tận dụng hết tất cả những giây phút còn lại của cuộc đời mình để yêu thương cô ấy và các con của mình. Đó, tôi sẽ làm như vậy đó. Còn nữa, nếu như mà anh nhảy xuống dưới mà anh không chết, thì anh sẽ trở thành một người tàn phế suốt cuộc đời, rồi sự đau khổ càng chồng chất lên vợ con của anh. Anh hãy nhắm mắt và hình dung ra điều này được không? Hả? Anh hãy nhắm mắt và hình dung ra điều này được không? Anh Hùng, anh ơi, anh đừng vậy. Em nhắc anh. Anh lên đi, lên đi cô. Nhà ông đó chắc là nhà ông đó. Anh Hùng ơi, anh nghe em nói, anh hãy trở về với mẹ con em đi. Anh ơi, anh đã hại em và con, anh chỉ muốn chết thôi. Vậy thì anh đi giết mẹ con em trước đi. Kéo anh ta vô. Dạ, kéo vô đi. Lo lên đi, lo lên, lo lên. Con chào chú. Ngồi đi cháu. Dạ. Có chuyện gì không chú? Mẫu đã xong hết chưa? Dạ, cũng đã gần xong rồi. Con đang cho làm lại 4 mẫu. Chắc chuyện này cũng sẽ xong hết. Vậy chú mới yên tâm. Cố gắng làm cho tốt. Nếu ký hợp đồng với anh Dương thì phòng của cháu, chú sẽ cho hưởng phần trăm theo doanh số của công ty. Việc sử dụng số tiền đó, chú để cho cháu tùy ý quyết định. Dạ, nếu được vậy thì tốt quá. Anh chị em làm việc cũng quá vất vả. Ừ. Dạ thôi, con chào chú. Ừ. Theo anh được biết á, em có rất nhiều người hâm mộ đúng không? Dạ. Anh học cùng trường, trên em một khóa. Năm nay anh tốt nghiệp, tụi em chỉ là bạn thôi à. Đối với mắt con trai của anh cho thấy á, thì anh ấy không đơn giản là vậy đâu. À, anh thành thật xin lỗi nghe. Từ ngày gặp em tới giờ, anh đã quên chưa hỏi kỹ về em. Ví dụ như em sống ra sao, hiện em đang yêu ai, hay là ai đang yêu em, gì nữa ta? Đừng có bắt em trả lời, anh sẽ thất vọng thôi. Em nói như vậy á, có nghĩa là em đang yêu rất nhiều người, hoặc là hiện nay rất nhiều người đang yêu em, nhưng mà em chưa đáp lại. Hoặc không, anh không tới mức độ yêu bóng vía đến nỗi à, phải làm thất vọng một người con gái như vậy, đúng không? Anh, anh đã về thăm hai bác chưa? Anh có điện thoại hỏi thăm và gửi chút tiền cho ba má. Còn chuyện gặp thì anh chưa nghĩ tới. Anh đừng có như vậy chứ. Anh chưa trải qua cảm giác mất mát người thân. Anh chưa thể cảm nhận được sự đau đớn và hụt hẫng của nó như thế nào đâu. Ngày ba em mất, em mới có 10 tuổi. Em chưa cảm nhận được sự đau đớn
của sự chia lìa mất mát là như thế nào. Nhưng mà nỗi đau đó tàn phá má em ghê gớm lắm. Từ một người phụ nữ tươi trẻ là vậy, chỉ sau đám tang của ba em, má em trở thành một con người khác hẳn. Má sống thu hết cảm xúc vào bên trong, rồi cứ như vậy khô héo dần dần. Vậy mà thật kinh ngạc, má vẫn đủ nghị lực để đứng lên kiếm sống, nuôi tụi em nên người như ngày hôm nay. Em đã từng hỏi má điều này, má đã trả lời một câu rất là giản dị: các con là phần còn lại duy nhất của ba. Sau này khi trưởng thành rồi, em mới hiểu được câu nói sâu xa này của má. Má muốn bù đắp những vất vả, thiệt thòi cho ba ngày còn sống. Anh Tuấn nè, chuyện của hai bác đó, anh nghe em một lần có được không? Hai bác bây giờ cũng đã có tuổi rồi, họ cần anh lắm đó. Em thấy mừng là anh đã bớt ủ dột, anh sắp trở lại với con người Hoàng Tuấn mà em biết ngày xưa. Vậy hả? Vậy sao hồi xưa cứ mỗi lần gặp anh em cứ kiếm chuyện gây lộn hoài vậy? Ủa, đừng có giả bộ lộn xộn nghe chưa. Em nói là em thích anh hồi nào? Tại vì hồi đó anh yêu chị em, cho nên em mới phải tiếp cận để bảo vệ chị. Không sao, nếu em cứ tránh nhắc tới Quỳnh trước mặt anh, điều đó càng làm cho anh khó chịu hơn. Khi nghe em nói cô đã hứa hôn, lúc đó trong đầu anh chỉ có một con đường, là trở ra Bắc. Anh đã thức trắng suốt một đêm, anh đã suy nghĩ rất nhiều về Quỳnh. Anh đã tưởng là tình cảm của anh và Quỳnh đã thật sự chấm dứt. Nhưng qua một đêm thức trắng cùng với những hồi ức, anh chợt nhận ra một điều là điều mà anh kỳ vọng vào một tình yêu sau 5 năm trời cách biệt chỉ là một giấc mơ và ảo tưởng. Trong anh, hôm nay anh tìm đến em cũng vì một lý do: anh muốn được tận mắt nhìn thấy Quỳnh, được tận tay nghe cổ nói là cổ hạnh phúc. Chỉ như vậy anh mới thôi hết dằn vặt mình. Em giúp anh chứ? Chợt nhận ra giấc mơ xưa mới chỉ là giấc mơ.
giấc mộng đẹp giữa cuộc đời dông bão ai người đưa lối một mai thức giấc tìm lại mình giữa hoang vu bỏ sau lưng những muộn phiền những nỗi buồn hôm qua không còn đâu nhói một mai thức giấc chợt nhận ra giấc mơ xưa mãi chỉ là giấc mộng đẹp giữa cuộc đời dông bão ai người đưa lối một mai thức giấc tìm lại mình giữa hoang vu bỏ sau lưng những muộn phiền những nỗi buồn hôm qua không còn đâu nhói tựa gió mây trôi cuối chân trời.